xuất hiện người đàn ông hổ báo chặn xe đòi nói chuyện. Rồi. Đấy, thấy chưa? Rồi, như vậy anh đập một phát vào nắp capo rồi. Anh đang rất hùng hổ này và chúng ta cùng xem. Như vậy anh đeo theo con nhỏ có lẽ là học lớp 1, lớp 2 gì đó, nhưng mà anh vẫn tỏ ra là mình cực kỳ hổ báo giờ. Mũ thì không đội, gương thì không có, vẫn đang rất hổ báo đây. Gõ cửa liên tục luôn, gõ bên trái không được thì anh sang bên gõ bên phải luôn. Nhưng mà tài xế thì không nói một câu gì. Rồi sao đây, chưa dừng lại đây. Như vậy là đến ngõ 124 thì anh vẫn tiếp tục chặn xe để đòi nói chuyện. Anh càng đấy. Chưa rõ là tài xế với lại người đàn ông này là nói chuyện gì với nhau. Nhưng mà theo những gì được chia sẻ thì lúc 15:37 chiều hôm qua ngày 30 tháng 9, em có di chuyển trên đường thanh niên, rẽ trái đường Y Tàm thì bị thanh niên này từ phía sau bóc còi vượt lên. Nhưng do phía bên trái làn có ô tô di chuyển cùng chiều đường với em nên em không đánh lái sang để dừng được. Thanh niên sau đó cũng vượt lên, nhổ nước bọt vào kính phụ rồi tát đầu và xuống đập xe của em. Chưa dừng lại đó, đến đoạn ngõ 124 Âu Cơ, thanh niên này lại tiếp tục chặn xe và yêu cầu em xuống nói chuyện. Em nhờ các bác lên án về hành vi côn đồ này. Có thể đấy là vì là không vượt được theo những gì được chia sẻ. Mà thanh niên có con học lớp 1, lớp 2 rồi vẫn rất là hùng hổ đúng không ạ? Nghĩ là có gì thì có từ từ nói, anh hùng hổ như vậy là không được đâu. Có lẽ nhà anh gần đây rồi. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.